Thưa quý vị, sau thời gian chuẩn bị, hôm nay tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương chính thức diễn ra hàng loạt chương trình Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Ấn Độ Horacis 2022 với chủ đề Cơ hội kết nối, hợp tác xúc tiến thương mại và thu hút đầu tư. Trong bối cảnh sự liên kết và hợp tác kinh tế khu vực và trên phạm vi toàn cầu phát triển ngày càng mạnh mẽ, tự do hóa kinh tế, thương mại và đầu tư trở thành xu hướng bao trùm. Cùng với đó là những biến động về địa chính trị, chiến tranh thương mại giữa các cường quốc, tác động của đại dịch COVID-19, thì Diễn đàn Ấn Độ Horacis được coi là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm tập hợp các chuyên gia quốc tế, các nhà quản trị, các nhà đầu tư và các lãnh đạo cấp cao trên các lĩnh vực kinh doanh tập trung trí tuệ để đưa ra những giải pháp tiềm năng, những yêu cầu và chiến lược phát triển phù hợp vì một tương lai hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng. Chính vì vậy, các chủ đề Horacis đưa ra ở các phiên đối thoại thảo luận sẽ truyền cảm hứng cho tương lai của các nền kinh tế. Được biết, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Horacis Ấn Độ 2022 sẽ có 6 phiên toàn thể và 26 phiên đối thoại song song. Chủ đề của các phiên toàn thể và phiên đối thoại song song được xây dựng dựa trên cơ sở và mục tiêu nào, thưa ngài? Chúng tôi đã sắp xếp các chủ đề về phục hồi và phát triển kinh tế hậu COVID-19. Chúng tôi tin rằng Việt Nam là ngôi sao sáng của nền kinh tế thế giới hiện nay với sự tăng trưởng rất tích cực. Các chủ đề khác mà chúng tôi sẽ tập trung thảo luận là công nghệ thông tin, phát triển mô hình thành phố thông minh, sáng tạo xanh, giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, tình trạng ô nhiễm. Việc Bình Dương xây dựng thành phố thông minh là một chính sách đúng đắn, bởi vì thành phố thông minh sẽ không sử dụng xăng dầu và khí đốt, mà dùng năng lượng tái tạo, do đó năng lượng xanh cũng là một chủ đề quan trọng của Diễn đàn Horacis Ấn Độ lần này. Về mặt chính trị, năm nay Việt Nam và Ấn Độ đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chủ đề này cũng được thảo luận tại diễn đàn năm nay với sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ. Tôi nghĩ sẽ có nhiều sáng kiến mà Việt Nam và Ấn Độ có thể cùng nhau hợp tác. Với vai trò là Chủ tịch Horacis, ngài mong muốn sự kiện Horacis Ấn Độ 2022 tại Bình Dương sẽ mang lại những kết quả gì? Thành quả đầu tiên mà chúng tôi muốn tạo ra là trạng thái tích cực, bởi vì chúng ta đang đối mặt với nhiều thách thức, như khu vực châu Âu đang đối mặt với khủng hoảng kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực năng lượng. Kinh tế Mỹ cũng có những dấu hiệu bất ổn, ngay cả Trung Quốc cũng gặp những khó khăn về kinh tế. Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam đang khởi sắc. Qua diễn đàn này, chúng tôi cũng muốn cho thế giới thấy rằng kinh tế Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ như thế nào. Thành quả tiếp theo mà chúng tôi muốn tạo ra là thúc đẩy đầu tư. Nhiều công ty có thể kết nối với BKMS và sẽ sớm tìm thấy cơ hội đầu tư tại Bình Dương, đặc biệt có thể làm việc tại Trung tâm Thương mại Thế giới tại Bình Dương. Về mặt chính trị, diễn đàn này sẽ làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ. Bên cạnh đó, cũng có sự tham gia của đại diện đến từ hàng chục quốc gia khác, gồm Na Uy và Australia. Vì vậy, tôi nghĩ sự kiện lần này cũng giống như một bữa tiệc lớn kết nối chúng ta lại với nhau. Một lần nữa, rất cảm ơn ngài về cuộc trao đổi ngày hôm nay. Chúc sự kiện Horacis Ấn Độ 2022 thành công tốt đẹp. Chúc ngài sẽ có những trải nghiệm thú vị tại Bình Dương. Chúng ta đã có một cuộc trò chuyện rất hữu ích và tôi rất vui được trở lại Bình Dương. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thank you. Thank you so much.